Thưa quý vị, tình hình trộm cướp tài sản hiện đang diễn biến hết sức phức tạp. Các đối tượng giở đủ chiêu trò để đưa người dân vào bẫy rồi cưỡng đóng tài sản, thậm chí nhiều tình huống còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Chuyên mục Camera Nóng hôm nay đã kịp thời ghi nhận nhiều tình huống cảnh báo đến người dân. Quý vị hãy đón theo dõi. Cộng đồng mạng đang lan truyền một đoạn clip khiến cho các bậc phụ huynh đang có con theo học bằng hình thức xe đưa rước phải giật mình hoảng hốt. Theo đó, một chiếc xe 16 chỗ đưa rước học sinh không biết vì sao đã hất văng 3 học sinh tiểu học khỏi xe. Tiếp nhận thông tin, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết sự việc xảy ra vào sáng 26 tháng 11. Các bé ngã là học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong đoạn clip dài 21 giây đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ghi lại cảnh một chiếc xe 16 chỗ. Khi cua gấp đã làm 3 học sinh nhỏ tuổi văng xuống đường, chiếc xe tiếp tục lưu thông nhanh một đoạn. Nguyên nhân có thể do tài xế quên chốt khóa cửa khoang hành lý, hoặc chốt khóa bị hư, hoặc có thể cửa đóng không chặt nên khi cua gấp thì các bé bị đổ dồn về phía sau và văng ra ngoài. Được biết chiếc xe mang biển kiểm soát 51B07923 hiệu Mercedes, sản xuất năm 2004 và hàng sử dụng đến năm 2024. Xe do ông NTT ngụ tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đứng tên, nhưng ông T nói đã bán lại cho ông Nguyễn Văn Thảo, sinh năm 1987, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai từ năm 2016. Sáng ngày 27 tháng 11, lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa đã yêu cầu ban giám hiệu trường tiểu học Phan Bội Châu báo cáo rõ vì đây là vụ việc nghiêm trọng, cần làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý. Cho Lan hỏi một chút nha, Khôi Nguyên khi đi ra đường á thì mình mang theo ví tiền hay là thường xuyên mang theo túi xách hay không? Ví tiền thì chắc là không riêng gì Khôi Nguyên đâu, mà hầu hết mọi người khi ra đường thì đều mang theo. Còn túi xách thì Khôi Nguyên nghĩ là thi thoảng thôi, chỉ để mang theo để đựng laptop đi làm đó Diễm Loan à. À, xưa giờ thì cứ nghĩ chỉ có phụ nữ như là Diễm Loan đây thì mới hay ra đường và mang theo túi xách, đúng không ạ? Và chúng tôi sẽ trở thành mồi cho bọn trộm cướp. Thế nhưng Khôi Nguyên và quý vị, mình đừng có chủ quan nha. Bọn trộm cướp bây giờ rất là táo tợn, chúng ra tay giữa ban ngày và đặc biệt là không chừa một ai cả. Sau đây sẽ là một vụ cướp táo tợn như vậy vừa xảy ra tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điển hình là vụ việc xảy ra vào thời điểm 24 tháng 11. Tại một khu vực vỉa hè ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, một nhóm người đang đứng trò chuyện, chiếc túi cầm tay được người đàn ông này kẹp vào người. Lúc này xuất hiện một đối tượng điều khiển phương tiện xe máy cố tình chạy lên vỉa hè luồn lách vào nhóm người này với mục đích tách họ ra để dễ dàng ra tay giật lấy chiếc túi xách từ người đàn ông rồi tẩu thoát mà không bị bất kỳ trở ngại nào. Đúng như Diễm Loan vừa cảnh báo, bọn trộm cướp bây giờ thì quả thật là rất táo tợn và chúng ra tay ngay giữa ban ngày, đặc biệt là không chừa một ai. Tiếp theo cũng là một đoạn clip ghi lại cảnh hai đối tượng chạy xe máy áp sát cô gái đang đứng bên đường và nhanh chóng giật túi xách rồi tẩu thoát ngay giữa ban ngày. Mời Diễm Loan và quý vị cùng theo dõi để hết sức cảnh giác. Theo hình ảnh trong đoạn clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 23 tháng 11. Lúc này một cô gái dừng xe máy trước một cửa hàng và mở cốp lấy túi xách đeo lên vai. Và ngay sau, hai đối tượng đeo khẩu trang chạy xe máy lại gần và nhanh chóng giật túi xách trên vai cô gái. Hành vi cướp giật quá nhanh khiến cho cô gái không kịp phản ứng. Khi quay ra chỉ thấy còn chiếc quai túi trên vai. Cô gái này liền chạy theo hai tên cướp nhưng không kịp. Ngoài túi xách thì xe máy cũng là một trong những tài sản có giá trị hay bị đạo chích dòm ngó. Bây giờ sẽ là một đoạn clip ghi lại vụ trộm xe máy vừa xảy ra trước một tiệm làm đẹp ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Tuy nhiên tên trộm sau đó đã phải bỏ của chạy lấy người. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi nhé. Chủ nhân chiếc xe quá sơ hở khi để quên chìa khóa trên xe. Một đối tượng thanh niên xuất hiện leo lên rồ ga, nổ máy, đang định phóng đi thì bất ngờ do ánh đèn xe rọi thẳng vào bên trong nên hành vi của kẻ trộm bị phát giác. Một nhóm chị em phụ nữ chạy ao ra ngoài tri hô, truy đuổi. Tên trộm hoảng hốt bỏ của chạy lấy người. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 11. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi liên tiếp thông tin đến quý vị những vụ ẩu đả sau va chạm giao thông. Tuy nhiên hôm nay sẽ là một clip về hành động đẹp, cách hành xử cho chúng ta học tập của tài xế xe ô tô sau va chạm giao thông. Clip ghi lại vụ va chạm mà nguyên nhân đến từ hai học sinh đi xe đạp điện. Nam sinh chở bạn bất ngờ cua gấp và đâm vào ô tô khiến cho chiếc xe bị hư hỏng phần đầu. Hai cô cậu học trò không khỏi hoảng hốt khi trông thấy hậu quả. Cả hai dựng xe vào lề rồi đứng khép nép chờ tài xế ô tô. Những tưởng tài xế sẽ mắng mỏ hay bắt đền thủ phạm, xong anh chỉ chép miệng ngán ngẩm. Bên cạnh đó, tài xế ô tô cũng chia sẻ tính mạng con người là quan trọng nhất. May mắn là không ai bị thương sau vụ việc. Vì va chạm khá nhẹ nên anh vui lòng bỏ qua.